Hoàng Bích Trâm, Hà Trí Quang quậy tưng bừng ở lễ rước dâu. Lễ rước dâu của Vũ Ngọc Ánh và anh Tài có sự tham gia của đông đảo sao Việt như Huỳnh Đông, Thái Châu, Mạc Quang Kha, đặc biệt Hoàng Bích Trâm và Hà Trí Quang. Cặp diễn viên rạo nếp gạo tẻ nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, chứng kiến cuộc tình sóng gió của cả hai, đồng nghiệp mong họ sẽ mãi hạnh phúc. Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo sao Việt ở vai trò phù dâu, phù rể và chủ ngôn. Vợ chồng Huỳnh Đông, Ái Châu không chỉ trêu đùa đồng nghiệp, cô dâu chú rể mà còn tạo dáng tinh nghịch trước ống kính. Trong khi đó, Hà Trí Quang và Hồ Bích Trâm bị mọi người ghép đôi. Nữ diễn viên từng có mối tình ồn ào với Minh Luân hậu chia tay. Cô trách nam diễn viên vô tình, thiếu tôn trọng tình cảm của mình. Mạc Văn Khoa và Long Đẹp Trai bảnh bao làm phù rể khi bị ép nói lời chúc phúc cô dâu. Diễn viên Hà Chính Nhất bối rối: tôi biết nói gì bây giờ ngoài lời chúc phúc, mong cô dâu chú rể đừng cãi nhau làm khổ anh em. Trương Minh Quốc Thái cùng dàn phù rể bưng trát tiến vào nhà gái. Nam diễn viên phim Người đàn bà yếu đuối cho biết bất ngờ khi nhận được lời đề nghị bưng trát của anh Tài. Không ngờ ở tuổi này còn được làm phù rể, tôi run không kém chú rể đâu. Quốc Cường cũng tới dự lễ rước dâu của đồng nghiệp. Tuy vậy, khi được hỏi về chuyện tình cảm của bản thân, nam diễn viên chỉ cười trừ và cho rằng do duyên số chưa tới. Trong khi đó, Huỳnh Đông bị bạn bè trêu chọc vì để râu khiến anh bị già hơn so với tuổi. Trước khi buổi lễ diễn ra, dàn phù dâu trêu đùa và tạo dáng khó đỡ. Ngân Quỳnh nổi bật với áo dài đỏ: chị nói vui, tôi đóng vai mẹ chồng khó tính nhưng ngoài đời luôn được các bạn trẻ yêu thương gọi bằng má. Vũ Ngọc Ánh rạng rỡ trong sự kiện chúc phúc của bạn bè. Lễ cưới của họ tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí.